À, các bạn thân mến, hôm nay mình đi đường thì mình thấy có anh này chạy một chiếc xe thì mình nhìn sau mình thấy nó rất là độc lạ ha. Là cái đùm của nó là rất là lớn nè. Rồi nó xài bánh lớn nè. Đó, nó xài bánh lớn, anh vợ em coi thử coi. À, mình xài nó xài lắp truyền xuống đây luôn hả? Lắp đó, cái này nó là cầu xe mà. Dạ, ở cầu xe luôn. Cái cầu sau này là cầu xe hả anh? Cầu của xe gì? À, là cái này là anh chế hết bao nhiêu tiền? Cái này là mua 13 triệu là luôn bánh luôn ấy rồi nữa. Mua cái này về mình tự ráp à? À, tự ráp luôn. Là 13 triệu. Là cả cái hộp số này nó có số ve không anh? Có số ve chứ, nhưng mà tôi không, mình là ve được, không lấy số ve. À, bỏ số ve hả? À, đây là nó số ve. Nó qua cầu láp về đây là 13 triệu. Ô, hàng độc quá ha. Ủa, anh ở đâu? Ủa, gần đây luôn hả? À, vậy hả? Rồi giờ anh làm cái gì, nghề gì? Bán vé số. Bán vé số hả? À? Bán được không anh? Được. À, ngày kiếm cũng được 1-2 trăm. À, anh bán vòng vòng đây hả? À, mình bị sao mà thương phế binh vậy anh? Lính ngụy mà. À, lính ngụy hả? À, vậy hả? Ô, vậy anh năm nay cũng lớn tuổi rồi hả? 70 mấy. À, 70 mấy tuổi rồi hả? Ờ, dữ ha. Ở tổng chiếc xe này mình làm hết bao nhiêu? Coi như là có cái này là của mình hồi đó lâu rồi. Dạ. Còn cái máy ấy mình nợ là mua của nó đó. Dạ. Ủa, cái máy là mình mua. Mới lắp vô được cái này. À, cả máy cả đồ luôn 10 mấy triệu hả? Ừ. À, là cả cái động cơ luôn. Ừ. À, vậy hả? Ồ, cũng rẻ ha. Chế cũng rẻ ha. Vậy chiếc xe này chắc anh hết khoảng 20 hả? Không có đâu. À. À, khoan, cho em hỏi là cái mà cái bộ cầu láp này mình mua ở đâu vậy? Cái thấy nó bày ấy rồi mình mấy cái tiệm mà ấy đó mình vô mua thôi. Ủa, cái bề ngang nó ngắn vậy sẵn vậy luôn á hả? Ờ. À, hay vậy ta? Hay là có mình có cắt gì thêm không? Không, à, là để vậy, nó bán bên đường á. Ờ. Rồi nó xài thắng đùm luôn. Thắng đùm luôn. À. À, thắng đùm luôn mà không xài. À, rồi. Đây chế vậy phải đọc chứ ha. Không, dạ không. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi.